Chào mọi người, bây giờ tôi thử cái ấm siêu tốc này nhé. Ấm siêu tốc hiện tại của nó đang mạnh như thế nào để tôi kiểm tra xem sao. Trước tiên này, kiểm tra cái này cái nào các bạn nhé. Chúng ta kiểm tra đế rồi nhé. Chúng ta bật về thang 220 xoay chiều nhé. Xem thử đế là thân hỏng nhé. Bây giờ giảm điện vào. Nếu đế hỏng sửa đế mà thân hỏng sửa thân nhé. Chúng ta không loại trừ từng khúc một nhé, cho nó dễ nhé. Lên các bạn, nạp lên thì chúng ta phải có mấy vấn đề như thế này. Nó có thể là do trệp cái này, chúng ta có thể khêu ngược lên thế này này. Hoàn tự ở nhà có thể tự làm được này. Cái này thì chúng ta đương hết đi để cho nó bể, cho nó do lâu ngày nó bị đẩy lên mà, cho lâu ngày nó bị sệt xuống, cho nên chúng ta bây giờ hoàn lại lên. Rồi chúng ta thử phát nhé. Đầu tiên là như vậy, chúng ta thử phát này, có thử có đổ không nha. Rồi đổ mai này đổ lên cho ai biết được, đổ lên các bạn này. Đấy, nhiều lúc coi như đơn giản như vậy thôi, có thể mất vài chiêu đơn giản là chúng ta có thể là được nhé. Đấy, đổ đấy, nhưng mà chúng ta phải, đấy là mới ấy thôi, còn chúng ta phải cải cái này này. Rồi cải cái này lên nhé. Đây nhé, đây nó tiếp xúc như vậy nó cũng không nóng thôi, không, nó đang cái này đang còn rất bẩn này. Đấy, vô nó tiếp xúc, chúng ta lấy cái gì chúng ta khải cho cái đường hai giá đồng này cho nó tiếp xúc cho tốt nhé. Đấy, chúng ta cải cho nó làm sao lấy cái gì cho nhọn hoặc là này khác, chúng ta dùng cái này. Còn cái các bạn dùng cái gì thì không biết, lưỡi dao lưỡi gì thì cò bên trong này cho sạch ra. Đấy, đơn giản vậy thôi, chúng ta có thể là ấy thôi. Bây giờ thì chắc là nó nóng, nó chưa ấy đâu, chưa nào, để xem nào. Ui, nóng quá các bạn, phải không lên này đâu, bởi vì nó nóng quá cho nên nó lên các bạn này. Đấy, nha, thế là ok thôi, không có gì nữa cả. Đơn giản vậy thôi. Nhiều lúc sửa ấm siêu tốc rồi chúng ta cần những cái chiêu trò đơn giản mà chúng ta có thể là sửa xong một cái ấm. Đấy, hiện tượng như thế này chẳng hạn. Thôi, cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé. Nút like, subscribe. Xin chào mọi người nhé. Như vậy video đã đến đây là kết thúc nhé. Chỉ cần chờ xong bảnh là được. Chào mọi người.